Nhìn duyên chẳng ai bảo là người miền núi cả. Sao? Duyên sinh ra ở miền núi á? Vâng, duyên sinh ở Cao Sơn mẹ. Thế cô định nói chúng con còn sinh cùng một chỗ cơ. Hôm nay mẹ lên tận công ty để kiểm tra xem con gái có làm việc chăm chỉ không đấy ạ. Tại sao mẹ lại đến đột xuất như thế? Mẹ đi có việc, chưa đến giờ thì vào thôi. À, dạ. Mẹ vừa gặp Duyên, bạn con đấy. Thế con đã nói với Duyên về việc tổ chức sinh nhật với nhau chưa? Còn chưa mẹ ạ. Con đang muốn tạo bất ngờ cho Duyên, cho nên là vẫn giữ bí mật. Ừ. Sao mẹ không nghe điện thoại đi ạ? Có ai làm phiền mẹ à? Không. Cô Huyền gọi điện nói về chuyện tiền nong linh tinh ấy mà. Mẹ, nếu mẹ có vấn đề gì mẹ nhớ phải nói với con là bố đấy nhá. Không nói với con, với bố con thì nói với ai? Mà con gái mẹ định tổ chức sinh nhật như thế nào? Con định làm đơn giản thôi mẹ ạ. Con sẽ mời một vài người bạn và đồng nghiệp ở công ty nữa. Ừ. Đã tìm được địa điểm chưa? Hay để mẹ đặt nhá. Ừ, thôi không cần đâu. Chị Hà còn giới thiệu con một nhà hàng của bạn chị ấy. Thấy bảo là ăn cũng ngon với chill lắm. Ừ. Mẹ đang nghĩ xem mua cho con gái mẹ váy màu gì nhỉ? Con đang tính là sẽ mặc cùng tông màu với Duyên. Mẹ thấy sao? Duyên người cũng rong ròng giống con, xinh xắn. Lại còn trắng nữa. Nhìn Duyên chẳng ai bảo là người miền núi cả. Sao? Duyên sinh ra ở miền núi á? Vâng, Duyên sinh ở Cao Sơn mẹ. Thế cô định nói chúng con còn sinh cùng một chỗ cơ. Mẹ, mẹ sao thế ạ? Hay để con đưa mẹ đi khám nhá. Không, mẹ không sao. Mẹ không sao. Thỉnh thoảng mẹ vẫn bị như vậy mà. Mẹ đi đã, tối về nói chuyện sau nhá. Nhưng mà mẹ... Mẹ không sao đâu, đừng lo. Mệt quá mẹ phải về nhà luôn đấy nhá. Ừ. Duyên sinh ở Cao Sơn mẹ. Thế cô định nói chúng con còn sinh cùng một chỗ cơ.